Xin chào mọi người đã quay lại với channel của Tiên. Và ngày hôm nay Tiên đã quay trở lại với một video mới. Và video ngày hôm nay sẽ là một video chỉ riêng về các bạn chị em phụ nữ thôi. Cho nên là nếu mà các anh nam nào có coi video này mà có một khúc nhạy cảm thì có thể out ngay bây giờ. Còn nếu mà có tò mò thì ok, có thể xem. Ở video này sẽ có một vài những cái tip và khá là nhạy cảm dành cho các chị em phụ nữ. Cho nên là mong mọi người sẽ thích video lần này, sẽ chỉ cho mọi người những cái cách làm sao để thơm từ bên trong ra bên ngoài, từ trên xuống dưới nha mọi người. Ok, bây giờ sẽ bắt đầu với video thôi, let's go. Đầu tiên thì phải nhắc đến là tóc. Tiên rất là ít khi mà làm video về tóc, tại vì nhiều các bạn cũng hỏi là chia sẻ về tóc, cho nên là ok, ngày hôm nay Tiên sẽ chia sẻ một chút. Và hiện tại thì cái dầu gội Tiên đang sử dụng đó chính là dầu gội này của Love Beauty and Planet. Đây là dòng dành cho tóc nhuộm. Thì hồi trước đây thì Tiên vừa mới nhuộm lại tóc đen, các bạn có biết thì video trước thì các bạn có thể thấy Tiên vừa nhuộm lại tóc đen. Thì Tiên đã xài sản phẩm này được khá một thời gian rồi, nó còn ở dưới đây mọi người. Thì dầu gội dầu xả Tiên đã xài cái này tại vì Tiên thấy là Tiên không có bị gầu. Cái thứ hai là Tiên cảm nhận được là tóc nó bóng mượt hơn. Tiên cũng sử dụng dầu xả của cái dòng này luôn và Tiên rất là thích. Cho nên là đây là một sản phẩm Love Beauty and Planet. Cái mùi nó cũng rất là thơm nữa, packaging rất là xinh, cho nên là Tiên khá là ưng sản phẩm này. Em muốn recommend tới cho mọi người ngày hôm nay. Đây là dầu gội và dầu xả Tiên sử dụng. Sau khi mà dùng dầu xả dầu gội xong thì tới tắm người đi. Tắm người thì ngày hôm nay Tiên muốn giới thiệu cho các bạn. Đây nè, đây là bộ đôi của YSL Libre Shower Gel. Đây là một cái sữa tắm phải gọi là khi mà các bạn tắm xong, các bạn ra ngoài, các bạn nguyên một ngày nó vẫn thơm mọi người. Nó vẫn thơm, nhưng mà Tiên có biết là cái sản phẩm này đang không có được bán ở Việt Nam, chỉ là được quà tặng thôi. Thì sắp tới Tiên có kết hợp với YSL làm rất là nhiều cái chương trình ở trên page của YSL, cho nên là mọi người hãy lên đó xem thử. Sẽ có những cái sản phẩm sample như thế này được phát ra trong những cái package mà đi kèm với những cái deal khá là hấp dẫn. Cho nên là mọi người hãy xem thử. Đây là một cái sản phẩm rất là thơm, thơm lắm. Cho nên là mọi người mà xài thì mọi người sẽ hiểu được cái Tiên đang nói hiện nay. À, One Body thì Tiên còn thiếu sản phẩm này. Cách mà mọi người hỏi là Tiên chăm sóc da body làm sao thì thật sự Tiên cũng không chăm sóc quá nhiều mọi người. Tiên chỉ tẩy tế bào chết một tuần một đến hai lần. Bằng sản phẩm của Cool tẩy tế bào chết này Tiên đã giới thiệu quá là nhiều lần ở trên trên channel của Tiên rồi. Đây đó mọi người, bên trong thì Tiên cũng đã show cho mọi người rất là nhiều rồi. Không có còn gì quá là xa lạ với sản phẩm này nữa. Thì sản phẩm này có giá là 115.000 thôi, Tiên nhớ là như vậy. Và Tiên chăm sóc body bằng cách đó, tẩy tế bào chết. Thực ra da của Tiên bên này là mọi người sẽ thấy nhìn nó rất là kỳ đúng không, đó là một cái bóp của Tiên á. Thì mọi người tưởng là Tiên bị nám nắng nhưng mà không phải. Khi mà Tiên đẻ ra là nó đã bị một cái bóp bự gì nè, chứ không có đẹp đâu. Đâu phải da Tiên không có trắng đằng sau đâu, nó bị nâu một cái phía này thôi, nhưng mà đó là signature của Tiên rồi, nên Tiên không có thể nào mà Tiên miss cái đó được. Cho nên là thôi cứ để vậy đi, signature của mình. Sau khi mà tẩy tế bào chết xong thì Tiên cũng có sử dụng body lotion. Thì body lotion của Tiên cũng sử dụng của Cocoon luôn. Thì một cái package này Tiên có mua cái hồi mà Tiên săn sale ở trên Beauty Box, nên Tiên có mua cái bộ đồ này. Thì đây là một Tiên cũng có sử dụng dầu tắm này luôn. Thì lâu lâu Tiên có sử dụng dầu tắm YSL, lâu Tiên có đổi qua cái này. Thì cái mùi rất là thơm, mùi rất là dịu nhẹ, mùi khuynh diệp bạc hà, rất là thơm mát, nói chung là rất là relax. Thì Tiên sau khi mà Tiên tắm rửa xong thì Tiên hay xài cái này, thì Tiên thấy nó rất là ok la. Rồi tiếp theo thì tới một phần này khá là nhạy cảm, nhưng mà cũng là một cái phần khá là quan trọng đối với cái chị em phụ nữ, đó chính là sản phẩm dạ hương. Đây là một sản phẩm từ công ty dược phẩm Hoa Linh. Thì đây, công ty dược phẩm Hoa Linh thì cũng không có gì quá xa lạ với lại các bạn trẻ cả, hoặc là kể cả mẹ Tiên luôn, tại vì mẹ Tiên hồi xưa xài sản phẩm này rất là nhiều. Và hồi xưa thì Tiên cũng không có chăm sóc cái vùng kính nhiều như bây giờ, tại vì hồi xưa thì chắc cũng còn trẻ, nhưng mà bây giờ thì rất là ngại khi mà những cái
vùng kính đó có mùi. Thì với cái nền tảng dạ hương này đã có mặt trên thị trường tầm 18 năm rồi và là một cái sản phẩm rất là được ưa chuộng. Thì cái sản phẩm dạ hương này có công dụng chính là dưỡng ẩm vùng kính cho mọi người. Thì nó có một độ pH rất là vừa phải, cho nên là nó sẽ không có làm mất cái độ pH vốn sẵn có của vùng kính, không có như các dung dịch vệ sinh khác là nó sẽ có độ pH cao, cho nên là nó sẽ làm vùng kính khá là ngứa. Còn cái này thì Tiên sử dụng một thời gian rất là dài rồi và Tiên cảm thấy như là nó rất là phù hợp, cũng như là có mùi rất là dễ chịu. Đồng thời thì nó có chiết xuất từ vitamin nè, có chiết xuất từ hoa hồng nè, dầu tằm, trầu không và collagen, giúp cho cái vùng kính của mọi người sẽ cảm thấy như là nó được dưỡng ẩm cũng như là sạch sẽ hơn rất rất là nhiều. Và đồng thời là nó cũng cân bằng cái hệ vi sinh ở vùng nhạy cảm, cho nên là các bạn hoàn toàn yên tâm nha. Thì thường thường Tiên hay sử dụng cái chai màu hồng này là cái chai dưỡng ẩm. Ngoài ra thì sản phẩm dạ hương Pharma còn có cái sản phẩm dành riêng cho chăm sóc toàn diện, dành riêng cho những cái bạn mà có hay bị ngứa hay bị nấm ở vùng kính thì Tiên recommend sản phẩm này. Còn nếu mà các bạn nào chỉ muốn dưỡng ẩm thôi bình thường thì Tiên highly recommend sản phẩm màu hồng này nhé. Vì nó là dạng gel nữa cho nên là cực kỳ dễ sử dụng, mùi rất là thơm, mùi rất là dễ chịu. Thật ra là đây là mẹ Tiên, hồi xưa mẹ Tiên có xài thì mẹ Tiên có recommend cho Tiên là nên, nếu mà không muốn có mùi ở vùng kính cũng như là để mình tự tin mình sạch hơn thì sử dụng hai cái sản phẩm này sẽ là giúp mọi người sẽ tự tin, cũng như là nếu mà có bị những cái vấn đề gì về vùng kính thì sử dụng sản phẩm này nó sẽ giúp ích cho mọi người rất rất là nhiều. Vùng nhạy cảm qua rồi nha. Bây giờ tới tiếp theo, xong về vùng kính thì Tiên sẽ nói về nách. Đây là cũng là một cái câu hỏi mà Tiên nhận được rất là nhiều ở trên Instagram là cách chị thăm nách làm sao để triệt lông hay sao. Thì cái cách mà Tiên triệt lông, Tiên không triệt lông nha mọi người, Tiên sử dụng dao cạo. Và cái dao cạo mà Tiên sử dụng á là đây, đây là cái dao cạo mà Tiên sử dụng, thấy không mọi người, đó đây là cái dao cạo của nhãn Venus. Đây Venus, Tiên không triệt lông tại vì từ xưa giờ sử dụng cạo quen rồi. Cái dao cạo này có một cái điểm đặc biệt là cái đầu của nó, mọi người sẽ thấy là cái đầu của nó sẽ có hai cái miếng này, nếu mà ai chưa sử dụng thì chắc cũng không biết là gì, thì nó là hai miếng xà bông nha mọi người, hai miếng xà bông. Thì khi mà các bạn cạo trên tay hoặc là cạo ở vùng nách á thì nó sẽ tiết ra cái xà bông này và nó đi hết luôn các cái lông của các bạn. Cho nên là các bạn không cần sử dụng kem nữa, tại vì hồi xưa thì Tiên chưa có sản phẩm này thì Tiên chỉ mua cái cây này với lại cái đầu bình thường thôi. Thì Tiên phải sử dụng gel để nó mượt hơn khi mà mình cạo. Còn sau này khi mà có một cái sản phẩm cải tiến như thế này rồi thì Tiên chỉ sử dụng cái này thôi từ bên Mỹ tới bây giờ. Và một câu chuyện vui là ngày xưa anh Tiên á, thật ra Tiên nhờ anh Tiên mua là mua cái bình thường thôi, tại Tiên không biết có cái mới, cái anh Tiên lỡ mua nhầm cái mới, xong rồi khi Tiên mở Tiên sử dụng thì thấy nó nhớp nhớp, Tiên sợ lắm luôn mọi người. Xong rồi Tiên hỏi anh Tiên, trời ơi ông mua cái gì vậy, tôi nhờ ông mua cái cạo bình thường mà ông mua cái gì vậy, không nói là ai biết mà cái này mới cãi rồi hồi. Xong rồi Tiên sử dụng một thời gian thì Tiên phải thấy là đây là một cái sản phẩm có sáng chế quá quá là độc đáo và quá là phù hợp luôn, thật sự không cần sử dụng gel nữa. Và Tiên cảm thấy như là đây là phát minh đi trước thời đại, Tiên rất rất là thích, cho nên là đây là cái mà Tiên sử dụng. Tiên ở vùng nách cũng như là da bình thường cũng như là vùng kính luôn thì Tiên sử dụng sản phẩm này để cho sạch hết những cái lông trên người đó. Rồi nói thêm về vùng nách thì vùng nách sau khi mà Tiên tắm xong á, Tiên chà vùng nách khá là kỹ, tại vì có nhiều lúc mà ra mồ hôi thì cũng sẽ có một cái mùi khá là kỳ, tại vì không thể nào mình tránh được cái những trường hợp đó được, tại vì khi mà ra mồ hôi thì các bạn không thể biết được là mồ hôi các bạn có mùi hay không. Thì để tránh những trường hợp đó thì Tiên sẽ sử dụng sản phẩm này của Nivea. Đây là một cái sản phẩm dạng xịt mà Tiên rất là thích và đã sử dụng từ bên Mỹ về tới Việt Nam. Tiên vẫn phải mua lại cái này, tại vì thứ nhất là Tiên thấy khi mà Tiên xịt đó, các bạn xịt nhớ đừng xịt gần nha, xịt gần nó sẽ để lại một cái vệt trắng, các bạn xịt xa một chút ở hai cái vùng dưới cánh tay thì nó sẽ giảm thâm. Tiên có thấy là nó có giảm thâm, đồng thời là Tiên thấy là cái mùi nó khá là dễ chịu và khi mà tiết ra mồ hôi thì nó không có gây mùi hôi, cho nên là Tiên highly recommend mọi người sản phẩm này. Tiếp theo gần cuối rồi và cũng rất là nhiều các bạn hỏi luôn là Tiên ơi sản phẩm nước hoa yêu thích của Tiên là sản phẩm nào. Ok thì hôm nay Tiên cầm trên tay đây ba chai Tiên cực kỳ yêu thích từ ba cái nhãn hàng cực kỳ đỉnh. Thứ nhất là sản phẩm này,
Đây là chai nước hoa LV Rose de Vin của Louis Vuitton. Louis Vuitton thì đây là một cái mùi rose. Cái chai này thì mùi hồi bên Mỹ rồi, nhưng mà khi mà Tiên bước vào cái cửa hàng mà Tiên test thử trong 12 cái chai thì chai này cái chai nổi bật nhất đối với Tiên. Mùi nó rất là thơm, thơm lắm. Chỉ có cái giá đó. Hồi đó là Tiên được bạn của Tiên tặng nha. Chị không có mua. Thì chai này có giá là 300 mấy chục đô á, là tầm 7 triệu mấy. Ở Việt Nam bán 7 triệu mấy, tại vì hồi đó Tiên có một lần tặng sinh nhật ba rồi thì là 7 triệu mấy. Chai thứ hai là một chai dạo gần đây Tiên vừa mới có được gift của YSL. YSL đã tặng cho Tiên. Cảm ơn YSL rất là nhiều. Thì cái mùi này là mùi Libra. Cái mùi này biết sao Tiên thích không? Tại vì Rosé đã sử dụng mọi người và đã PR cho sản phẩm này rất là nhiều, và khi mà Tiên nhìn vô thật sự Tiên rất rất là thích, và cũng cảm ơn quá xa rất là nhiều đã biết Tiên rất là thích cho nên là gửi tặng đến cho Tiên cái chai này. Oh my god, thơm lắm mọi người, rất là thơm luôn. Tiếp đến một chai signature của Tiên mà Tiên đã mua cái chai này, đây là chai thứ ba rồi mọi người. Đây là một cái chai nước hoa, nếu mà mọi người nào mà đã quen Tiên từ 2 đến 3 năm nay sẽ thấy Tiên xài mùi này, và đây là một cái mùi signature của Tiên luôn. Mọi người nghe là mọi người sẽ biết là ồ, Tiên sẽ sử dụng cái này. Đây là sản phẩm của Replica. Đây là một cái sản phẩm có tên là Beach Walk, là một cái mùi thơm lắm mọi người, thật sự rất thơm, mùi hoa mà kiểu nó không có quá ngọt. Tiên không thích sử dụng những cái sản phẩm quá ngọt nha, Tiên thích những cái mùi mà hoa hoa nó ấy hơn. Thì ba cái này là ba cái Tiên recommend cho mọi người. Đây, Louis Vuitton, YSL và Replica. Best perfume. Và cuối cùng, dạo này thì dịch Covid, mọi người biết là mình cũng phải rửa tay rất là nhiều, cho nên là sản phẩm mà keep để cái tay Tiên nó luôn luôn nó mượt mà đó chính là một cái sản phẩm dưỡng tay. Thì sản phẩm dưỡng tay ngày hôm nay Tiên muốn recommend cho mọi người đó chính là sản phẩm này của Healing Bird. Đó, đây. Thì Tiên hay sử dụng cái này lắm. Kiểu mỗi lần rửa tay xong là khi nào cũng phải có kem dưỡng tay á, không và tay nó khô, cực kỳ khô. Thì những cái sản phẩm ngày hôm nay chắc chắn là Tiên sẽ để ở dưới description box cho mọi người để mọi người tham khảo. Và đây là cũng là một cái chia sẻ về cách chăm sóc body, cách chăm sóc hair, tay, vùng kính, tất cả mọi thứ để cho giúp mọi người có thể tự tin hơn, để mọi người tránh những cái mùi cơ thể. Vì thật sự là cái first impression khi mà các bạn gặp người khác nó rất là quan trọng, nó rất là quan trọng để khi mà các bạn, người ta đánh giá bạn là bạn là con người sạch sẽ không, bạn là con người như thế nào, thì họ đánh giá khi mà họ gặp bạn lần đầu tiên. Cho nên là lần đầu tiên phải là một lần cực kỳ quan trọng, phải thật là sạch sẽ và thơm tho và thật là tự tin nha. Cảm ơn mọi người đã xem hết cái video chia sẻ ngày hôm nay của toàn thân toàn diện body, và chúc chị em phụ nữ sẽ luôn luôn tự tin trong cuộc sống, cũng như là sẽ stay positive. Cảm ơn mọi người và hẹn gặp lại mọi người trong video tiếp theo. Bye bye.